Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô cùng toàn thể các bạn, vùng đồng bằng Bắc Bộ là cái nôi của nghệ thuật chèo. Từ cái nôi ấy đã lắng đọng bao phù sa để nghệ thuật chèo ngày càng phát triển và sống mãi trong tâm thức dân tộc. Hôm nay đây, trong đêm sân khấu hóa tác phẩm văn học, chúng ta lại nhận ra rằng 12Y là cái nôi ươm mầm tài năng của phổ thông chuyên ngoại ngữ, khi cùng một lúc họ đưa chúng ta đến những góc nhìn khác nhau từ vở chèo Quan Âm Thị Kính. Trường làng Triềm Trạ, Thượng Hạ Tây Đông, con gái Phú Ông, tên là Mẫu Thị, tư tình ngoại ý, mãn nguyện có thai, gia trẻ gái trai, gia đình mà ăn khoán. Vâng, sân khấu hóa tác phẩm văn học đã ăn sâu vào chúng tôi như thế. Từ một mảnh đất xa lạ cho văn học, tất cả sẽ trở nên thân quen thuộc nếu chúng ta cùng được sống và được trải nghiệm với tác phẩm. Có lẽ tiết mục ngay sau đây sẽ đem đến cho quý vị, các thầy cô một ấn tượng vô cùng đặc biệt. Xin được chào đón tiểu phẩm Chí Phèo qua phần thể hiện của các bạn lớp 11C. Cho vợ không?
Con biết lỗi là ông tha con à, con tha ông. Không phải lỗi tôi gì nữa, tội mày đáng chết. Người đâu? Con van ông, con van ông, con biết lỗi rồi ạ. Đầu cô của nó lại, cho nó vào tù. Con biết lỗi, con van ông. Ông ơi, ông tha tôi con cỏ lại ông. Ông ơi, con xin ông. Mẹ cha cái lão trời, người ta bảo lão có mắt cơ mà, lão dòm đâu đây xem nào. Mẹ cha cái sự đời, ông chửi cha thằng nào làm vũ đại này. Tức thật, không đứa nào chửi nhau với ông à. Thế có ví nhau của ông không? Thế có khổ ông không? Không biết cái đứa chết mẹ nào đã đẻ ra ông để ông phải khổ hơn ông nói này. Bà Kiến, nhà bà Kiến đi rồi. Chờ phúc của mày, ông về rồi đây. Này, ông phải sống mãi với bố con này. Ông phải giữ cho họ an tổ tông như mày. Ông phải đổi bộ chui lên. Tao không trao con mẹ này, muốn lo thôi gì đây? Hả? Mày muốn lo thôi được không? Hả? Hả? Ôi làm được rồi, ôi làm được rồi, thằng Kiên Cương đánh con. Bố con đừng kiếm đâm chết tôi. Ôi làm được rồi. Có chuyện gì mà đông thế này? Thầy đâu về đấy ạ? Ôi trời ơi anh Chí, sao anh lại làm ra thế? Tao chỉ liều chết với bố con mày thôi. Nhưng tao mà chết thì có thằng Sát Biểu mà còn rũ tù chưa biết chừng. Thằng Lý Cương đó. Thôi mày đáng chết. Ông mau bảo người nhà đun nước, mời anh Chí vào. Nhanh lên. Vâng. Còn các ông, các bà nữa, về đi thôi. Anh Chí anh đến thăm tôi là có hiểu nhầm một chút, không có gì nữa đâu. Về đi. Anh Chí, anh về bao giờ mà sao không qua nhà tôi chơi? Thôi anh dậy đi, mình vào nhà uống nước. Có gì ta nói chuyện tử tế với nhau chứ, sao lại phải làm loạn lên như thế? Dậy đi đi. Tôi biết là cái thằng Lý Cường không phải với anh, nhưng mà kể ra ai chứ nó với anh là có họ cả đấy. Mà thôi.
anh không làm này, có thằng nào mà không? Không thằng nào, không. Nhìn kỹ, con nợ cũng xinh phết. Ông thơm là đĩa. Ô, cái gì mà thích thế nhỉ? No.
quá. Mà sao chưa thấy bà Tư về nhá. Bà Kiến, thằng Bà Kiến đâu rồi? Người cần thì không thấy đâu, kẻ không muốn thấy mặt thì cứ vác mặt đến. Thằng Chí đấy hả? Lè bè nó vừa vừa thế chứ. Tôi không phải là cái thọ. Cầm lấy mà cút. Đi đi cho rảnh. Rồi làm gì mà ăn đi chứ. Cứ báo người ta mãi à. Tao không đến đây để xin năm hào của mày. Thôi, anh cầm lấy hộ đi. Tôi cũng không còn hơn nữa đâu. Đã bảo tao không đến đây xin tiền cơ mà. Rồi, mãi đến hôm nay mới thấy anh không cần tiền. Thế anh cần gì? Tao, tao muốn làm người lương thiện. Tôi là tôi cũng mong anh làm người lương thiện cho thiên hạ này nó được nhờ. Không, tao không thể làm người lương thiện được nữa. Ai, ai cho tao lương thiện? Ai có thể xóa những bên mày trai trong khuôn mặt này? Tao không thể làm người lương thiện được nữa. Chỉ có một cách, chỉ có một cách. Cái này, anh Chí, biết không? Anh Chí, tôi... Thank you.